Việt Tân vừa hậm hực xuyên tạc kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với dòng chữ Đất nước Việt Nam rộng hơn Áo 4 lần, dân số đông hơn Áo Quốc 11 lần, Đảng Cộng sản Việt Nam lại xin nước Áo viện trợ ODA. Mở ngoặc đơn, Việt Tân tại Nhật đóng ngoặc đơn. Cái đáng cười đầu tiên đó là Việt Tân đích thị loạn và thừa chữ nên mới phải chú thích thêm Việt Tân tại Nhật. Việt Tân tại Nhật hay tại Mỹ, tại Úc thì cũng là Việt Tân, từ lâu đã hiện nguyên hình là tổ chức phản động với nhiều hoạt động khủng bố có tổ chức bị bắt quả tang. Chính thế, nó đã bị Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách khủng bố từ năm 2016. Hay, với dòng chú thích đó, mấy phần tử Việt Tân tại Nhật đang muốn tỏ ra rằng mình là một tổ chức chính trị tử tế, đứng đắn, để mọi người đừng có đánh đồng với những đồng đảng ô hợp nhem nhuốc, sẵn sàng bóc phốt cắn xé nhau vì ăn chia lèm nhèm tiền lừa đảo của bà con Việt Kiều ở Úc Châu hay ở Mỹ Quốc chăng? Nếu thật thế, thì đây nhé, tự Việt Tân giật mặt nạ của nhau rồi. Thực ra, bắt bẻ chữ nghĩa chỉ là một chuyện, và dẫu có thô thiển vụng về hơn thế cũng có thể không cần đếm xỉa. Cái chính là những dòng hạch sách ấu trĩ, thậm chí rốt nát nêu trên của Việt Tân tại Nhật về ODA. Hạch người mà liều lĩnh tới mức không hề nghĩ người có thể hạch ngược lại. Hạch lại cái mất dạy của Việt Tân khi biến báo chữ đề nghị ông Võ Văn Thưởng đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn thành chữ xin. Trong ngoại giao, chuyện nước này đề nghị nước kia quan tâm đáp ứng điều gì đó là bình thường, chẳng thể vin vào đó để cho rằng bên đề nghị là yếu thế, càng không thể xuyên tạc thành xin xỏ để phỉ báng, xúc phạm quốc gia thảm thương như kẻ ăn mày. Cận cảnh lễ đón chính thức ông Võ Văn Thưởng và phu nhân diễn ra trang trọng tại đại sảnh cung điện Hofburg ở thủ đô Viên Áo với sự chủ trì của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và phu nhân thì biết nguyên thủ quốc gia Việt Nam được trọng thị như thế nào, trọng thị dành cho ông Võ Văn Thưởng cũng đích là dành cho Việt Nam. Trở lại câu chuyện ODA, quốc gia nào trong giai đoạn phát triển mà chẳng cần vốn? Việt Nam sau bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt càng cần. Cần vốn thì vay, vay chứ đâu có xin. Trong các nguồn vay có ODA là vay có điều kiện với một quốc gia dù vay nhưng phải gắn với sự tôn trọng độc lập chủ quyền tự chủ, dù có từ viện trợ nhưng ngoài điều kiện vốn đối ứng, nước tiếp nhận ODA phải trả lãi, phí dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt là điều kiện công trình phải do các tập đoàn, công ty nước viện trợ chủ nợ thi công. Vì thế, có thể hiểu viện trợ ODA như một cách bán công nghệ của các quốc gia phát triển. Chưa hết, nó còn là cách để các nước giàu mở rộng thị trường, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị. Nói cách khác, ODA chẳng phải là bữa trưa miễn phí cho Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào. Thế nên mới có chuyện để đáp lại đề nghị chứ không phải xin. Ông Tổng thống Áo Quốc Van der Bellen không những hoan hỉ, hoan nghênh việc hai bên đang trao đổi về các khoản vay ưu đãi của chính phủ Áo, mong việc đó sớm thành hiện thực, kể từ đó sớm triển khai các dự án hợp tác phát triển một cách bền vững, mà còn nhấn mạnh Việt Nam là đối tác lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á, như truyền thông quốc tế đưa tin dần dần tràn ngập suốt mấy ngày qua. Nếu rẻ rúng Việt Nam, ông Tổng thống Áo hà tất phải trân trọng thịnh tình cởi mở những lời gan ruột đến thế? Và nếu nghĩ Áo Quốc chơi với Nam Quốc chẳng được gì, sao ông này lại vui vẻ nhận lời mời sớm thăm đất nước hình chữ S của ông Võ Văn Thưởng? Một câu nữa thôi, để đánh đồng đề nghị trong ngoại giao như hành vi xin xỏ đáng sỉ nhục của kẻ yếu thế, thì việc siêu cường quốc số 1 như Mỹ Quốc nhiều lần đề nghị, nhấn mạnh, muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam thành đối tác chiến lược mà vẫn chưa được Hà Nội gật đầu là yếu thế chăng?